Duy Hưng là sao nam chuyên trị vai giang hồ trên màn ảnh VTV. Vừa qua, nam diễn viên xuất sắc nhận giải cánh diều vàng danh giá nhờ màn thể hiện trong phim truyền hình Người Một Nhà. Mới đây, diễn viên Duy Hưng bất ngờ công khai ảnh chụp cùng người bố quyền lực. Hành động của cả hai thu hút sự chú ý lớn của đồng nghiệp và khán giả. Nhân vật quyền lực xuất hiện cùng Duy Hưng là nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, sao nam gạo cội của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Trong ảnh, nam diễn viên ôm chầm lấy tiền bối, cả hai trông rất vui vẻ, đầy tình cảm. Duy Hưng viết, trưởng thành làm gì lại phải lo lắng hả bố? Được biết, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải và Duy Hưng đang có màn hợp tác ăn ý trong phim truyền hình Độc Đạo, lên sóng trên giờ vàng đài VTV. Dòng chí thích của Duy Hưng cũng là câu thoại đang viral của hai bố con trong phim. Trong phim, Duy Hưng đảm nhiệm vai Khương, con trai cưng của ông trùm Lê Toàn. Tạo hình của cả hai trông rất bụi bặm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải tẩy tóc, còn Duy Hưng cạo tóc rồi tạo kiểu trông rất trợ búa. Duy Hưng từng chia sẻ, mình học hỏi được rất nhiều thứ, không quá lo lắng hay bị khớp khi đóng phim cùng các tiền bối gạo cội. Bài đăng của Duy Hưng nhận được lượt tương tác lớn, hàng nghìn lượt thích, vài trăm bình luận. Trong đó, khán giả yêu phim dành lời khen cho diễn xuất ăn ý của Duy Hưng và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải trong phim Độc Đạo. Bên cạnh đó, nhiều người đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Duy Hưng với chiến thắng ấn tượng ở cánh diều vàng vừa qua. Khán giả dự đoán, nếu giữ vững phong độ diễn xuất như hiện tại, tình màn ảnh Quỳnh Lương sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều giải thưởng lớn trong thời gian tới. Độc Đạo lấy đề tài hình sự, phá án, bên cạnh Duy Hưng, phim còn có sự tham gia của Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng. Phim đánh dấu sự trở lại của Duy Hưng sau thành công của Người Một Nhà, Làng Trong Phố, Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Búp Bê. Về đời tư, Duy Hưng đang viên mãn bên bà xã cùng ngành, cả hai có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Ngoài đời, Duy Hưng rất hiền lành, yêu chiều vợ con, khác xa với hình tượng anh mang lên màn ảnh. Vợ Duy Hưng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp không kém gì hoa hậu, với nước da trắng, các đường nét trên gương mặt hài hòa. Bên cạnh đó, dù đã trải qua một lần sinh nở, song cô vẫn giữ được vóc dáng hoàn hảo vạn người mê.
Duy Hưng sinh năm 1989, được gọi với cái tên thân mật là em trai Doãn Quốc Đam. Cả hai có màn hợp tác ăn ý trong nhiều tựa phim Giờ Vàng. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nam diễn viên đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn. Đây chính là cận chất nước mắm nguyên chất của nhà mình, được làm từ những nguyên liệu là cá tươi và muối sạch, ngâm dầm trong các chung từ 2 đến 4 năm. Công thức muối mắm cũng đơn giản, chỉ gồm cá và muối trộn đều rồi ủ thôi. Nhưng bí quyết để làm ra những giọt nước mắm tinh khiết, đậm đà, khẩu vị sâu và bổ dưỡng chính là nguyên liệu phải thật sự là tươi ngon. Cá để muối phải là cá tươi, chưa từng được ủ trong đá. Muối để muối cá phải là muối để trong kho tầm 1 năm cho nó chảy hết cái nước chát, thì nước mắm sau này sẽ không bị mặn gắt quá và rất là thơm. Nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa thuộc top 5 làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống nổi tiếng tại Việt Nam. Với phương pháp muối gia truyền, nước mắm nhà mình cung cấp đạm, axit amin, canxi, muối khoáng và những chất dinh dưỡng khác mà ngay cả trẻ em, người già ăn cũng rất là tốt. Nước mắm nhà mình cam kết nguyên chất, khẩu vị sâu, đậm đà và rất là thơm ngon. Mọi người ủng hộ sản phẩm truyền thống và phần giỏ hàng nha. Có những combo giá siêu hời luôn. Mình là Nhung, cô chủ nhỏ của xưởng mắm Ba Làng Vinh Việt.